Đấy, mình qua gian hàng tranh đá quý tự nhiên các bạn. Tranh đá quý tự nhiên nha, nhiều tác phẩm đẹp lắm. Bình Tây Lộc 350 triệu nha các bạn. 350 triệu. Kinh. Bằng chiếc xe hơi đó bạn, bằng chiếc xe hơi dọn dọn. Coi con gà này bao nhiêu nhé. Đúng, 8 triệu bạn. Đây, bộ bè đây là 90 triệu nha bạn. Coi cái này tác phẩm gì đây các bạn. Một hóa thạch nằm ngang 660 triệu các bạn. 660 triệu cho một hóa thạch nằm ngang nhé. Bình vàng chạm hoa 60 nhân 60 160 triệu. Nam Định các bạn, thành phố Nam Định. Vâng, đá phong thủy các bạn. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn, quá đẹp luôn các bạn. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Gỗ lũa các bạn, thành Long Thái Bình. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Bộ bàn ghế các bạn. Kinh khủng luôn, bộ bàn ghế này các bạn. Rồng bay phượng múa chim cò các bạn nha. Vâng, sáng hôm nay mình sẽ cho các bạn xem các siêu phẩm của triển lãm sinh vật cảnh năm nay.
Còn đây là một hòn non bộ bằng gỗ nha bạn, đến từ nhà vườn Ngọc Cường, thành phố Nha Trang. Đấy, kinh khủng chưa, đứng kịp xe mà quay cũng không hết cái khúc gỗ này bạn. Đấy, đây là siêu phẩm nha bạn, quá đẹp luôn. Trên là các cái nhánh tùng nha bạn. Quá đẹp các bạn ơi, một thác nước. Quá đẹp các bạn ơi, quá đẹp đi. Coi này, thác nước nó chảy trên từ trên xuống nè bạn. Đấy, ở dưới thì người ta lót cái tấm bạt để nước nó chảy. Đúng là siêu phẩm nha bạn, siêu phẩm. Rất đặc biệt của hội thi sinh vật cảnh năm nay. Và gốc cây thu hút rất là nhiều người chiêm ngưỡng. Vâng, đây là bốn cây khét khủng các bạn, đến từ nhà vườn ở Vĩnh Long các bạn. Bốn cây to kinh luôn. Kinh luôn các bạn nha. Tại đây mình xem thử là người ta đặt với cái thế gì nè, thế long đàn phượng vũ các bạn, chim phượng múa trên mình rồng, kiểm xưa cung đình, nghệ nhân Tấn Khuế Vĩnh Long và kinh chưa, mọi người thấy rất là khủng. Ở triển lãm Bình Định 2023 năm nay to lắm. Bên này nữa nè bạn. Đấy, để xe cho các bạn thấy hết cây khế này, rất cao luôn các bạn, cao khoảng 3 mét đấy, cả chậu luôn. Bốn cây nha các bạn, bốn cây khủng. Vâng, trong hình là một tác phẩm thác nước bằng gỗ nữa các bạn, khá là khủng. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn. Ở phía trên thì người ta để vài cái cây nữa các bạn, vài cái cây rất là đẹp. Cái này nếu mà nhà đại gia đó các bạn, chỉ cần cẩu về, mua về cẩu về để trong cái phòng khách lớn thì là quá đẹp luôn các bạn, hoặc là ở phía trước ngồi sân cực kỳ đẹp luôn. Đúng là rất khung các bạn nha. Còn sáng nay thì Thọ sẽ quay cho mọi người những tác phẩm khung về đá, về gỗ các bạn nha, và một số cái cây khủng hôm qua mình chưa quay xong. Vâng, tiếp tục những tác phẩm cây xuất sắc nha bạn. Đó, chụp mê nè các bạn. Bên cạnh kia là cây mê khủng luôn, tùng nhiều nha bạn, mê nhiều. Rất là đẹp luôn. 8 giờ 37 phút sáng các bạn, ngày 18 tháng 8. Ngày mai là ngày khai màn triển lãm và hội thi sinh vật cảnh miền Trung và Tây Nguyên mở rộng các bạn, Bình Định 2023. Vâng, sáng nay mình thấy chuẩn bị rất là nhiều. Mình nghe trong chương trình là có thi cá, thi gà nữa các bạn, gà cảnh, cá cảnh đó, để mình xem thử có hay không nha.
Sáng hôm nay mình sẽ chủ yếu sẽ quay về các tác phẩm gỗ và đá nha các bạn. Cây thì mình quay nhiều rồi. Đây các bạn, những cây đẹp nhất của triển lãm năm nay. Đấy. Hàng đây là của nhà vườn ở Quy Nhơn các bạn, ở phường Bùi Thị Xuân. Rất là đẹp các bạn nha. Người dân Quy Nhơn được lợi rất là nhiều từ cái triển lãm này các bạn. Mọi người thỏa thích để mà ngắm những cái tác phẩm đẹp. Đấy. Cũng như là bản thân của mình bỏ một ít thời gian ra để đi quay những cái tác phẩm đẹp gửi tới mọi người yêu thích cây cảnh, sinh vật cảnh. Rất đẹp luôn các bạn. Ở phía đường Nguyễn Tất Thành thì họ đã dựng lên cổng hơi rồi các bạn nhé, để chào mừng cuộc thi. Thấy những tác phẩm đẹp của góc đường đường Trinh này các bạn, với đường Nguyễn Tất Thành. Đây bên kia là cổng vào của hội thi sinh vật cảnh. Quá đẹp các bạn, ở phường Nhân Phú này. Đấy, người ta dùng những cái chậu đôn lên rất là cao, rất là đẹp các bạn. Lê Kha, phường Nhân Phú các bạn nhé. Đây là nhà vườn Lê Kha. Rất là đẹp luôn. Cây này nó to bạn. To nó cao thế thần. Đây gốc khế này bạn ha. Ờ kinh khủng luôn. Cây đẹp xuất sắc được trưng bày ở khu vực này các bạn. Đấy. Rất là đẹp luôn nha. Rất rất là đẹp các bạn ơi. Nhìn cái quang cảnh này mình liên tưởng tới dịp Tết khi người ta bán bông bán hoa khu vực này các bạn. Hơi xì luôn. Chỉ cái điều là đợt này là thi cây cảnh thôi, với nhiều cái loại sinh vật cảnh khác, không có bông hoa thôi các bạn. Thì thành phố cho dựng hai cổng hơi của hai bên phía đường các bạn, để mà chào mừng cái triển lãm sinh vật cảnh năm nay. Thấy các bạn, đã dựng xong rồi. Dựng xong rồi nha các bạn. Nhiệt liệt chào mừng
triển lãm và hội thi sinh vật cảnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên mở rộng năm 2023. Vâng, cho các bạn xem một vườn bonsai nữa nè các bạn, rất là đẹp. Chỗ ghép đường Chu Văn An các bạn, Chu Văn An Nguyễn Phúc Thanh đấy, rất là đẹp nha các bạn. Mình thấy nhà vườn nào cũng đem những tác phẩm xuất sắc của mình tới triển lãm lần này. Đấy, bên kia thì dành cho các tỉnh các bạn, bên phía bên công viên thì dành cho các tỉnh. Vâng, qua đây mình sẽ tìm các gian hàng về đá các bạn, đá phong thủy. Sáng mình đi mình thấy rất là nhiều. Bình lanh các bạn, bình lanh ghép thái này, một cặp bông không. Đây, gian hàng đá đây các bạn. Vâng, theo được biết thì mình nghe các anh bạn chia sẻ là đá phong thủy sẽ được chơi, nói chung là người ta càng ngày càng người ta càng chuộng cái loại hình đá phong thủy các bạn. Ngồi cây cảnh ra thì người ta sẽ chơi đá nhiều hơn. Đấy. Trên những hòn đá này đã được khắc chữ lên các bạn, chủ yếu về các bài thơ về đức hiếu sinh các bạn nhé, cha mẹ gì đó, đấy, tình yêu. Đấy, rất là nhiều các bạn. Rất là đẹp các bạn ạ. Tấm cảnh cho các bạn xem. Đấy, hòn đá này người ta có để giá là 390 nè các bạn. Còn đây là 396 ấy. Đây các bạn, đây là cá này, coi tác phẩm thủy cung động à. Cá coi các bạn, tác phẩm cá các bạn, được một cái nè, không phải nhiều. Koi farm các bạn nha, Koi farm nhập khẩu Nhật Bản đấy. Cá thấy rồi bạn, vậy bây giờ tìm gà nữa bạn. Và ngồi cây cối cá cảnh thì còn có chậu cảnh nữa các bạn nha. Chậu cảnh còn thấy ở Hội Nhơn các bạn, phường Hội Hảo, Hội Nhơn. Đó bạn, đây là hàng tùng người ta để đây nè bạn, có thể là thích thì mọi người có thể mua về nha, người ta đỡ sẵn bó gốc rồi nè. Rất cao luôn bạn, cây cao cao chừng 5m đó bạn, 5m 5,5 gì đó, 6m, rất cao luôn.
Vâng, đây là siêu phẩm của ngày hôm nay, video ngày hôm nay các bạn. Đây, đá cạch các bạn, trung đá Thanh Hóa nè các bạn nha. Riêng một cái góc đường Hồng Diệu, Nhiễu Thành luôn. Đá rất là đẹp các bạn. Đá phong thủy, đá rất là đẹp nha các bạn. Đá trưng bày to bàn ghế bằng đá luôn các bạn. Đường Hoàng Diệu, bên kia là đường Phạm Hùng và Đô Đốc Bảo các bạn. Đấy, bàn ghế bằng đá, chậu bằng đá luôn các bạn nha. Cực kỳ đẹp luôn các bạn. Cực kỳ đẹp đấy bạn. Rất là rộng luôn, rất là nhiều luôn các bạn. Ngoài cây cảnh thì hội thi với triển lãm năm nay thì có đá phong thủy, cá cảnh, gà cảnh các bạn. Rất nhiều cái loại hình sinh vật cảnh. Rất tuyệt vời các bạn. Năm nay làm rất là lớn luôn. Đá xanh các bạn, đá màu đủ loại. Siêu phẩm đá các bạn, vàng là làm rất là đẹp nha. Rất là đẹp các bạn. Cái bộ bàn rất là đẹp này. Bàn tròn, ngồi uống nước. Nhà mà đẹp thì cũng nên mua một bộ bàn như thế này về để các bạn. Trong nhà cũng được mà ngồi sân cũng được. Vâng, chiều tối hôm qua thì Quy Nhơn đã có mưa rồi các bạn, có mưa rồi cho nên nhiệt độ hôm nay nó tương đối là dễ chịu một chút. Hy vọng thì chiều hôm nay có mưa tiếp tục các bạn nhé. Đây, bên này có gỗ. Gỗ năm nay thì triển lãm này thì không nhiều lắm các bạn. Chủ yếu là cây, cây cảnh các bạn. Mấy ngày này thì bên điện công ty cây xanh chiếu sáng và bên điện lực hỗ trợ cho các cho hội thi năm nay sẽ bắt đèn điện, cầu đèn điện. Bắt đèn điện rồi nhưng mà bóng chưa có nha các bạn. Dây điện thì có rồi nhưng mà bóng thì chưa có. Họ đang đi lắp bóng bên kia trái đường các bạn. Họ sẽ đi một vòng lắp. Khi nào lắp bóng xong đèn sáng thì mình sẽ quay flycam buổi tối cho mọi người xem nhé. Vâng, đây là đường Nguyễn Tất Thành. Bên kia là hai cái tháp đôi các bạn. The Silent.